Xin chào tất cả khán giả của Thiên Hào Radio. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với mục giới thiệu sản phẩm một đôi loa nổi tiếng của Pro AC là đôi loa Respond D30. Đây là phiên bản sử dụng chép Twitter Dome lụa. Pro AC là một hãng loa nổi tiếng của Anh Quốc, đã ra đời từ những năm 1979 và hãng rất nổi tiếng với cái câu slogan là âm thanh tự nhiên tuyệt đối. Thì loa Pro AC với những ai đã yêu quý loa Pro AC cũng như là những cái chất âm của nó thì khó có thể quên được cái âm thanh tự nhiên, trong trẻo, quyến rũ và hấp dẫn, đặc biệt là tiếng bass rất tốt trong một cái hình thức rất là gọn. Chúng ta sẽ cùng đến với đôi loa này. Bây giờ mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng quan sát cái hình thức trông rất đơn giản nhưng rất đẹp của nó. Với một cái hình thức đơn giản như vậy nhưng mà âm thanh thực sự là rất tốt, cũng rất đáng nể. Chúng ta sẽ đi từ dưới lên nhé. Ở dưới đây chúng ta sẽ có cái phần đế gỗ và còn có cả chân đinh để bắp nữa. Và ngoài ra thì khi sờ tay ở đây thì chúng ta sẽ thấy được là cái lỗ thông hơi của nó đánh thẳng xuống phía dưới sàn, thì sẽ đánh qua cái mặt gỗ này và được lan đều ra hai bên thôi, còn phía mặt lưng này là được chặn rồi. Như vậy chúng ta cũng có thể để loa hơi gần từng song một chút mà cũng không bị quá ảnh hưởng nhiều. Nhưng theo mình nghĩ là quý vị các bạn nên để cách tường sau khoảng tầm 60cm để đạt hiệu quả âm thanh tốt hơn. Đó. Và khi di chuyển lên phía trên, chúng ta sẽ đến với cái củ loa chính của nó. Đây là củ loa mix bass, loa hai đường tiếng. Với những ai đã dõi theo những cái sản phẩm của Pro AC thì có thể thấy được là cái củ loa này nó rất là giống với củ loa trên model D40 của thời trước. Thì trong cái chiến lược làm mới các dòng sản phẩm của mình thì hãng đã đem những cái công nghệ cao cấp ở trên những mẫu loa đắt tiền hơn, cao hơn của thế hệ trước vào những cái thế hệ mới. Ví dụ như là đôi D30 này thì sẽ ra mắt thay thế cho dòng loa D28. Và hãng đã sử dụng cái củ loa có công nghệ tương đương ở trên đôi loa cao cấp hơn là D40 xuống cho model D30. Đây là một cái xu hướng của Pro AC trong việc cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm của mình, với một cái giá thành có thể nói là rất là tốt với những gì đem lại cho người nghe. Thì cái màng loa này, khi mà nhìn kỹ chúng ta có thể thấy ngay cái đặc trưng là được sử dụng cái sợi carbon cho cái hiệu suất âm thanh rất là tốt. Nón loa rất lớn thì bằng vải mềm, và phần toàn bộ phần viền nhún thì bằng cao su. Nói chung là rất là bền bỉ và có thể hoạt động tốt ở những cái môi trường như ở Việt Nam. Dịch lên phía trên thì chúng ta sẽ thấy loa chép đom lụa mềm. Chép đom lụa, ngoài ra phiên bản D30 này còn có phiên bản là sử dụng chép Respond với giá cao hơn tương đối. Cái này thì tùy sở thích của mỗi người. Có người thì thích những cái loa chép công nghệ cao như Respond hoặc là chép Plasma hay chép kim cương. Có người thì lại rất là hợp tai với dòng chép đom lụa mềm. Thì hãng trang bị hai phiên bản thế để có sự lựa chọn hơn cho người nghe cũng như là mức giá cho phù hợp. Thì sử dụng chép đom lụa như thế này thì sẽ đem đến cái âm thanh giải cao, thì nó không quá là đạt được một cái độ lung linh hay cực kỳ mở rộng như vậy, nhưng nghe nó rất là cao, rất là trong trẻo và rất dễ nghe, và đặc biệt là không hề chói. Theo mình nghĩ cũng đã là quá đủ đối với nhiều trường hợp rồi. Và tất cả củ loa đều được bắt rất là chắc chắn. Đây, cái phần xương này còn có cái dòng chữ Pro AC được làm nổi lên. Đôi loa này có cái màu trắng sáng rất là đẹp. Đây là một cái màu vàng nhạt có tên là Maple. Thì hãng cũng cho phép mình lựa chọn nhiều các cái màu sắc khác nhau như Cherry, Maple, rồi một số màu như là màu Rosewood, hoặc một số màu có thể có những cái màu được hoàn thiện với giá đắt hơn. Chúng ta sẽ cùng sang mặt sau của đôi loa này một chút. Để các bạn có thể quan sát thấy phần phía đằng sau. Sử dụng là hai cầu loa
với một cái thanh nối cầu rất đơn giản. Đây là tên model Respawn D30 và ở dưới là dòng chữ sản xuất tại Anh Quốc. Chúng ta có thể thấy là hãng đề cái thông số về trở kháng loa proxy thì mình thấy toàn là trở kháng 8 ohm. Và cái công suất mà hãng khuyến cáo là tối thiểu từ 10W cho đến là 200W với trở kháng là 8 ohm. Thực ra đôi loa pro, những cái đôi loa proxy theo mình là nó không quá khó kéo đâu. Nhưng mà quý vị các bạn phải cần âm ly nó có cái chất lượng thật là tốt và sử dụng âm ly công suất thực, và nên sử dụng âm ly của châu Âu để cho ra cái chất âm nghe nó sang và nó thanh thoát. Theo mình thì nó sẽ phù hợp hơn là việc các bạn sử dụng những âm ly Nhật như là Denon, Yamaha hay là Marantz thì nghe cũng được nhưng mình cảm thấy là nó không phù hợp lắm. Thì đối tác thích hợp với loa proxy thì có thể nghĩ đến ngay những cái tên như là Neem Audio chẳng hạn. Ngoài ra là mình phát hiện thấy là sử dụng âm ly Plinius nghe với loa proxy cho âm thanh rất là tốt, có thể là các bạn trải nghiệm thêm. Ngoài ra thì proxy còn có thể ghép được với những âm ly Mỹ như là Mark Levinson, có thể ghép được matching tốt, nghe cũng tương đối tốt. Tức là mình thấy ghép với những âm ly khác nhau thì nó sẽ đem đến những cái trải nghiệm hoàn toàn khác, rất là thú vị. Nhưng mà dù ghép âm ly nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn nhận ra được cái chất proxy, đó là cái chất trong trẻo, sáng, nhẹ nhàng và rất sang, rất là hấp dẫn khi nghe. Đặc biệt là nghe các bài ca với giọng nữ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm âm thanh của đôi loa Respawn D30. Đừng buồn anh hai khi lỡ nói yêu em rồi, bận lòng chi nữa, hỡi anh xin hãy quên em đi. Giây phút bên nhau anh sẽ quên mau, chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình xưa. Đời ai cũng có giây phút chót yêu sai hơn, và em đã biết anh sẽ chẳng yêu em đâu. Em sẽ rất là trong trẻo, tinh tế và tự nhiên. Và với cái giá đề xuất của hãng là 176 triệu, và đặc biệt là đang được bán tại Thiên Hà Audio
chỉ một đôi loa duy nhất với giá 99 triệu đồng. Quý vị và các bạn hãy nhanh chân đến Thiên Hà Audio số 42 ngõ 178 Thái Hà Nội để trải nghiệm âm thanh và rước đôi loa này về ngay thôi nào. Còn bây giờ Hải Sơn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.